Đây các bạn nha, thì đây mình đang ngồi trên cái chiếc xe Ben FD 9500, cái xe gia cơ. Thì mình sẽ cho các bạn xem bây giờ hiện tại như bây giờ là nó rơi vào khoảng 600 vòng trên phút, khoảng 6, khoảng hơn khoảng tầm đó, khoảng 600 vòng trên phút. Thì đây các bạn ơi, khoảng 6000 vòng trên phút, và bây giờ mình sẽ đạp ga từ 600 vòng trên phút, thì mình sẽ đạp ga lên là các bạn sẽ thấy ga nó lên rất là ngọt nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Từ 600 vòng trên phút mà nó lên đến 1000 vòng trên phút nó rất là ngọt. Đó là điều kiện, đó là đặc trưng của dòng ga cơ các bạn. Cái ga đầu tiên bao giờ nó cũng rất là ngọt. Nó lên rất là ngọt. Và xíu nữa mình sẽ qua cái dòng Euro 4, cũng là cái dòng xe này thôi. Công suất máy cũng 160 mã lực. Con này cũng 160 mã lực. Tuy nhiên là cái tốc độ dưới 1000 vòng trên phút của nó thì cái độ ga nó lên ngọt đó, nó không ngọt bằng dòng ga cơ này. Đây các bạn nhìn thấy này. Nó lên rất là ngọt. Bạn cảm nhận được nó lên rất là ngọt. Rồi đây nha các bạn, bây giờ mình đang đứng trên cái con FD950 mà loại công suất 160 mã lực Euro 4 phun dầu điện tử. Này các bạn sẽ nhìn thấy mình nó đang ở vòng tua khoảng 7000, tầm đâu đó dưới 7000 một xíu. Các bạn sẽ thấy mình đạp tua máy nha, nó lên ga rất là chậm. Nó không, mình cảm giác như là nó có độ trẻ lắm, nó có độ trẻ, nó lên ga từ từ và nó có độ trẻ. Nhưng mà khi quá 1000 vòng các bạn nhìn thấy đấy này, thì mình cảm giác cái độ trẻ nó ít đi. Nhưng mà cái dòng này thì mình cảm thấy độ trẻ nó rất là lớn các bạn, sức ì nó rất là lớn. Qua 1000 vòng tuy nhiên là ga nó vẫn chưa vọt lắm. Khi mà ở tốc độ 1500 vòng và mình thấy là cái độ trẻ của nó lên ga rất là đều, nó phải nói sao, nó lên ga từ từ các bạn ạ. Có nghĩa cảm giác như cái động cơ nó hoạt động, nó lên ga một cách từ từ. Đây các bạn nhìn thấy mình đang đạp trên ga và nó từ khoảng 700 vòng trên phút nó lên đến 1000 vòng. Đó là các bạn thấy nó lên ga rất là từ từ, cảm giác như máy nó rất là đuối. Nhưng phải nói là khi các bạn lên khoảng 1000 đến 1200 vòng thì thấy rằng là cái động cơ nó bắt đầu nó lên ngọt hơn. 1000 đến 1200 vòng thì cái điều này chứng tỏ là bởi vì sao mà các dòng Euro 4, các bạn lên dòng nào các bạn cũng thấy, sẽ thấy các cái dòng Trung Quốc á, các bạn sẽ thấy rằng là cái động cơ Cummins, động cơ quê chai, hoặc là đầu đây là dòng chiến chai, kể cả công nghệ Isuzu trên cái chiếc 350 á, Olim 350, và ngay cả chiếc Kia, thì các bạn có thể thấy ở dưới 1000 vòng thì cái độ lên ga của nó rất là chậm. Tuy nhiên trên 1000 đến 1200 vòng á, thì bắt đầu ga bắt đầu nó ngọt hơn. Cái điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vì cái dòng Euro 4 là một cái dòng nó giảm cái chất lượng khí thải, giảm khí thải, nên là các bạn sẽ thấy là mà các bạn nào mà sử dụng xe nhiều, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta đề ba bao giờ khói nó cũng là nhiều nhất, và đề ba thì bao giờ cái tốc độ thường chúng ta nó khoảng 1000 đến 1200 vòng tua máy, thì lúc đó là cái khói nó ra nhiều nhất. Do đó trên cái dòng Euro 4 các bạn sẽ thấy rằng là cái tốc độ từ cái tốc độ cầm chừng lên đến 1000-1200 vòng trên phút đó, thì bắt đầu là nó mới là nó sẽ ga in rất là chậm. Để làm chi? Để nó giảm thiểu cái lượng khí thải ra môi trường, để nó đạt được cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
Nhưng mà khi các bạn lên đến 1.000 đến 1.200 vòng thì xe bắt đầu là chạy rất là ngon, bắt đầu ga nó lên rất là nhịp nhàng và ga nó lên rất là ngọt. Điều này là để nói cái gì, điều gì cho các bạn, đó chính là các bạn phải thay đổi cái cách chạy xe, đơn giản vậy thôi. Khi mà chúng ta chất hàng xe chạy xe không thì các bạn thích chạy sao thì chạy, mà khi mà chúng ta chất hàng lên á thì tất nhiên một điều á là các bạn phải chạy từ ga thấp, từ số thấp đến số cao, thì các bạn phải dìu nó đi. Cái dòng ga điện này bạn không có thể đạp bút ga để cho nó đi được, mà các bạn phải dìu nó từ số thấp lên số cao. Từ số 1 các bạn nhấn nhẹ ga để bắt đầu là dìu, bắt đầu xe nó lấy chớn, nó lăn bánh đi, bắt đầu mình dìu nó lên. Lên đến khi mà cái vòng tua máy nó lên khoảng 1.200 vòng đến 1.300 vòng là bắt đầu các bạn về các cái số cao hơn để mà các bạn chạy. Thì cái điều đó là một trong những cái điều mà khác biệt đối với dòng ga cơ. Ga cơ thì các bạn có thể đạp lớn ga lên, nó qua khoảng 1.200 vòng là các bạn bắt đầu là sang số cao hơn. Tuy nhiên là cái dòng ga điện này các bạn phải dìu nó lên đó. Nhưng mình bây giờ mình sẽ thí nghiệm các bạn, giả sử bây giờ các bạn dìu nó lên khoảng 1.000 đến 1.200 vòng thì bắt đầu cái tua máy nó ngọt rồi đó, thì các bạn bắt đầu là chúng ta về số cao hơn để chúng ta đi. Chúng ta phải dìu nó một quãng đường chứ không thể chúng ta đạp nút ga được, bởi vì cái dòng ga điện này chúng ta đạp cái giai đoạn dưới 1.000 đến 1.200 vòng trên phút là nó xử lý ga nó lên rất là trễ, cảm giác rất là đuối máy, nên các bạn phải dìu nó lên. Đó là một trong những cái cách để mà chúng ta đi các cái dòng ga điện nha các bạn.